Ngày hôm nay 28 tháng 9 năm 2018, công ty cổ phần Vinhomes chính thức công bố quy hoạch dòng sản phẩm VinCity theo mô hình đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. Đặc biệt, bên cạnh mô hình đô thị ưu việt từ Singapore, cư dân tương lai còn được hưởng những dịch vụ và tiện ích đáp ứng các nhu cầu nâng cao sức khỏe, gắn kết tình thân gia đình bè bạn. Đó là các công viên thể dục tập máy ngoài trời với quy mô lên tới hàng trăm máy tập, xen kẽ không gian xanh, công viên BBQ với hàng trăm điểm nướng ngoài trời. Đây là không gian lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất của cư dân tương lai.